Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình iGroup. Chương trình iGroup này có hai phần các bạn. Một phần thì các bạn claim được 50 top cần có kèo là wifi, và một chương trình iGroup là chatbot để nhận được 50 top 100 top cần wifi nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra, các bạn cần một đáp nữa, bạn dán vào nữa các bạn. Rồi sau khi bạn dán vào, bạn connect nha các bạn. Rồi thì các bạn vào, các bạn claim nha các bạn. Hiện tại con này là dưới giá là 0.01, ngày 5/7 sẽ đi sàn PancakeSwap nha các bạn. Rồi bạn xác nhận giao dịch. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0008 BNB nha các bạn. Các bạn bấm chích thần nữa. Rồi các bạn chờ nó xác nhận blockchain chút xíu nữa các bạn. Sau khi claim xong thì mình đã về được 50 top cần wifi nữa các bạn. Tổng cung con này có 50 tỷ top cần các bạn, khá là thấp luôn nha các bạn, kiểu là khá là ngon các bạn. Thì con chắc của nó mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn nữa các bạn copy con chắc của nó nè. Các bạn dán vào nữa các bạn. Nếu không có thì bạn thêm tự động tiền mới quá nè. Rồi bạn ghi tên em và ký hiệu các bạn. Ký hiệu là 18 nè. Tên em qua đây em thấy quá. Wi-Fi. Các bạn copy không? Bấm tên đây nè. Ký hiệu đi nè. Rồi bạn bấm làm xong rồi các bạn. Thì bạn sẽ nhận được, sẽ thấy được 50 token Wi-Fi nè. Thì mục thứ hai thì các bạn chatbot nha các bạn. Thì các bạn lấy phần link mô tả của mình, các bạn chatbot làm theo video hướng dẫn này để nhận thêm 100 top cần wifi nha các bạn. Thì chương trình iGroup này nó sẽ phân phối vào ngày 5/7 nha các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 150 top cần wifi đến từ sàn wifi swap đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.